Kính chào anh em thủ nha, hôm nay là ngày 13 tháng 4, shop Hoàng Tiger xin lên một cái lô hàng ngày này em xả nha. Em xả lô zip với lại hai khúc em xả. Rồi đợt sau em sẽ lên những cái dòng cao cấp lô với lại ISO cao cấp nha. Giờ em sẽ xả, bây giờ anh em mua hàng của bên em thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0907010129 giúp em nha. 0907010129 giúp em. Hoặc là Zalo nha. Đây, đầu tiên. Đây là một cây. Cái này là một cây xích 1m8L. Cái này thích hợp cho anh em muốn ở Côn Đảo nha. Anh em muốn Côn Đảo, anh em muốn ở Cà Mau nha. Mềm. Cho anh em nào quấn mà mồi dưới 100g. Đó nha anh em. 1m8. Cái này mềm nè. Cái này cho anh em một quấn cảm giác mồi dưới 100g nha. Giờ anh em thấy anh em quấn toàn đồ nhẹ không à. Đó, cái này cảm giác khoen buji xích đen rất là đẹp. Em thấy không? Rồi, cây này có thông số. Nào, đây 1m8L thì quấn mồi mát dưới 100g nha. Đây, B1 nặng 228g, ngọn 3 ly, giá 1.650.000 nha anh em. Giá 1.650.000. Giảm còn 1.550.000. Thôi làm. Rồi em giảm còn 1.500.000 luôn nha anh em. Đây 1.500.000. Đó nha anh em, giảm còn 1.500.000 luôn. Kế tiếp là một cây cắm gốc nữa. Cây này có thông số là, đây, cây này ngon nè. Lightweight. Cây này Black Bond. Cây này hàng châu Âu xuất nha. Cây này có thông số là 1m8, cắm gốc bún mát là 4 OZ, 28g, 120 bún mát trở chừng 110g nha. Trên dưới nha anh em. Đó, cây này bún cũng giống như cây kia, bún từ 110g đổ về nha anh em. Cây này cho anh em bún cảm giác cắm gốc luôn, 1m8, khoen buji xích trên cao này. Ồ, cây này quýnh ngon à. Cây này quýnh ở Côn Đảo với lại anh em nào đi Cà Mau luôn ok nha anh em. Cây này quýnh cá Côn Đảo với Cà Mau là ngon. Mềm, quýnh còn cảm giác. Rồi, cây này mã B2 nặng 250g, ngọn 2.9, giá 1.700.000. Em sẽ sell còn 1.550.000. Đây, 1.550.000. Khoen buji xích nha anh em. Đây. Kế tiếp là một cây B3. B3 là một cây mấy đây? Một cây 1m98. Gì? 66 18 8 98 nha anh em. Cây này là hạng nặng nha anh em. Cây này quấn tới BMS 3 tới 6, quấn tới 7OZ, 7OZ. Gần quấn mát gần 200g nha anh em. Mát gần 200g. Đó. Mát 200g. Đó, cái này cứng nha anh em, Olympic. Đó, cái này cho anh em nào quấn ở vàng nè. Anh em vàng quấn ở địa hình sâu, nước sâu nha anh em. Rồi. Cây này có thông số là đó, Mamiya. Sắt đó. 3 đến 6. Mát 7OZ. Rồi. Mới 98. Cái này có thông số là nặng 352g, ngọn 3 ly, giá 1.800.000. Em sẽ sell còn 1.600.000 nha anh em. Thì em sell xong em sẽ không giảm nữa nha anh em. Đó, B3. Cái B4 cũng vậy luôn. B4 thì cái này mới tinh nè nha anh em, giống cây kia. Giống cây B3 thì em sẽ sell xuống. Này là 2.000.000 nha anh em, em sẽ sell xuống còn 1.800.000 nè. Nha anh em, 1.800.000. Đó, sell xuống cho anh em. Tiếp cái mã B5 là một cây Daiko. Này, cái Daiko này là cái Daiko Southern Tit. Đó. Cái này có thông số là bao nhiêu đây? Anh em. Hai quấn cutting. Cutting là quấn còn ngoài dài này nè. Ngoài dài dạng như quấn bóp vậy đó. Từ 25 đến 80g. Còn xích từ 110g nha. Xít. Đó, cây này có thông số là 1m mấy đây? 2m1 nha anh em.
Daiko Manja Bang đá 6kg. Cái này có cân nặng là 294g còn 3.8 giá 2 triệu, em sẽ sale còn 1.8. Mã B5 1.8 nha anh em, khoen buji ship trên cao luôn. Kế tiếp nữa mã B6. Mã B6 là một cây cắm gốc nữa, cây này là phôi carbon đặc nha anh em. Đây carbon đặc. Rồi, cây này ngọn là đây cho anh em là quýnh ở ở gì? Ở mấy cái trụ á ở Hà Tiên nha. Cây này có thông số là 50-21L. Ngọn carbon đặc nè. Ngọn carbon thì sợ thủy tinh đặc gì đó. Em nghĩ là sợ thủy tinh đặc nha anh em. Khoen là khoen theo hãng. Rồi giá cái này là cắm gốc, giá là 450k nha, nặng 238g, ngọn 22. Khoen sợ thủy, ngọn sợ thủy tinh đặc. Đó, cho anh em nào quấn trụ. Tiếp mã B7. B7 là một cây cắm gốc nữa của Abu Raksin. Cây này có thông số là 662 1m98 6 đến 14 lbs, 2 đến 7 đến 28g. Cây này quấn cho anh em nào quấn lua nha anh em, lua cắm gốc nha. Rồi anh em quấn sọt xích nha. Cây này quấn sọt xích khá ok. Đó, 2m1. Đâu mấy? 1m98 nha anh em. Cho anh em sọt xích nha. Đó, khoen buji xích. Rồi, cây này có giá là 1.500.000 nha anh em, 1.500.000. Nặng 241g, ngọn 2.2, 1.500.000. Này cây này quấn Cà Mau quấn hết bài luôn. Cái này về Cà Mau quấn sọt xít á, quấn búng cái ngồi này hết bài. Cái mã B8 của mình á là một cây UFM. Cái này dòng này hàng này cũng hiếm nha, UFM. Đó, cái này có thông số là 24 độ cứng hắc. Cái này quấn con thích hợp UMM. Cái này quýnh con gì, con này là con Miho với lại con Thu nha. Thu nhầm được cũng được. Quýnh lua mát 2 OZ, 56g, 15-30 lbs. Cái này quýnh bóp với lại quýnh con ngâm đồ để bày bại nha anh em. Đó, tùy anh em quýnh. Rồi, cái này mã B8 nặng 306g còn 31, giá 1.800.000 thôi. 1.800.000 nha anh em, khoen buji xích. Kế tiếp là B9. B9 là một cây super Betty của Daiko. Cây này 2m4, quýnh từ 1 đến 3 OZ, 16 đến 20 lbs. Cây này cho anh em nào quýnh giống như chạy như bóp vậy, pencil nha. Cái này cứng, hỏi anh em mà cũng ngâm đều tùy anh em. Anh em quýnh rạn cũng được. Cái này có thông số là nặng 340g, ngọn 3.1. Ngọn 3.1, giá là 1.200.000 nha anh em. Khoen buji Akunai. Đó, đây. Này là lộn, em khoen buji hạt lôi nha. Bướm hạt lôi, cắm gốc 2m4. Giá 1.200.000 nha anh em. Giá 1.200.000 thôi, B9 giá 1.200.000. Mấy cái này phôi ngon lắm. Anh em nào câu rạn, anh em nào câu đáy đồ ngon. Mã B10. B10 là một cây 2m4 nữa. Cây này có thông số là đây nhiêu đây? 2m4. Cây quả cô. Mấy cái này câu rạn ngon, cứ đọt rồi câu hết bài luôn. Rồi, cây này có thông số là 2m4. Mọi nhiêu đây? Không ghi. Đây có không? Rồi cái này cắm gốc nha. Chắc cái này quýnh màu mềm thôi. Ở 50g nha anh em. Màu mềm 50g. Rồi cái này có thông số là nặng 233g. Cái này chính hợp cho anh em quýnh đáy nè. Quýnh đáy, quýnh lua rồi. Nặng 22, giá 1.200.000 nha anh em. Giá 1.200.000. Ở mùa biển mà anh em lấy mấy cái này câu rất là ok nè. Cái tiếp nữa là mã B11. B11 là một cây cắm gốc. Cái này là ngọn carbon đặc nè anh em. Carbon đặc, đặc lên nguyên một cái ngọn carbon luôn. Để cho anh em nào về chế đồ nha. Chế đồ, cắt đồ, ngọn. Nó cắt đây rồi anh em làm hàng cắm gốc. Chế gốc, chế đồ. Vô.
đây. À, cái ngọn này khoảng nhiêu? Ngọn này mấy mấy ta? 60, 80, 1m2. Gần 1m8 nha, cái ngọn này 1m8 nha. 2m1, cái ngọn này không 1m8 nè. Rồi, cho anh em nào lấy chế ngọn nặng 343g, ngọn 2 ly 3, giá 450k nha. Lấy ngọn này chế. Chế cần câu ca... câu rạn, câu gì, câu trụ được nha. Cái đó còn carbon đặc. Tới kế tiếp mã 12. 12 là một cây... cây này của Ken Grab không ta? Ken Grab đúng rồi. 2m4 luôn. Cái này khoen buji sheet phôi rất là đẹp nha anh em. Đó, cái này thích hợp cho anh em nào quýnh bóp nhẹ đó, bóp mẹ, quýnh pencil nó. Rồi câu ngâm, câu đáy, cái này rất là đẹp nha. Cái này rất là đẹp đó, khoen buji sheet luôn, khôi hay da xoắn. Rồi cái này có cân nặng là 312g, 1,5 ly, giá 2 triệu, giảm còn 1,8 triệu nha anh em. Đó, giảm còn 1,8 triệu. Kế tiếp là mã 13. Mã 13 là một cây sâu rớt Shotty. Cái này con em nào quýnh bóp nhẹ với lại câu đáy cũng rất ngon. Thông số là 2,4 luôn quá. Đây 7,6, 2,3 nha anh em. 2,28, 30-80g, 16-30 level, em buji sheet. Đó. Cái này cắm góc nha anh em. Đó. Đây, cái này ngọn 2 ly 3, nặng 254g, giá 1,5 triệu nha anh em. Rồi em giảm cho 100 nữa, giá còn 1,4 triệu nha anh em, quá rẻ luôn. Đó, tiếp là mã B14. B14 là một cây sheet một khúc của hàng đây gì đây, cast hacker. Cái này 1m 5,6, 1m gần 1m8 nha anh em, 5,6 là 1m7. Cái này quýnh mát là 6 OZ 150g, mát B34. Thì cái này thích hợp cho anh em là quýnh ở vàng cũng được, quýnh nhẹ cũng được, giờ anh em quýnh ở Vũng Tàu cũng được, anh em quýnh quýnh ở gì Côn Đảo cũng được, giá cũng rẻ. Cái này cái phôi nó hơi bị xước xước nha anh em, nên vậy bán rẻ nha. Khoen buji sheet còn chống sắn luôn, cái này rất là nhẹ và ngon. Rồi cái này có giá là 1,5 triệu, nặng 205g, ngọn 2 ly 7, em sẽ bán sale luôn 1,3 triệu nha anh em. Đó, anh em về câu những cái này cho đến nha. Kế tiếp nữa là một cây, cái này là dùng cho máy điện nha, hàng này hàng Hermes của hàng Nhật Bản. Thì phôi carbon đặc, cái này tổng chiều dài là 1, 2, 3, 4, 2m4 nha anh em. Tổng chiều dài 2m4. Cái này là dùng cho máy điện. Đó. Anh em mua về lấy khoen cũng ngon, mấy chục cái khoen nè. Đó anh em, khoen Six Long Rider. Đó. Thì ưu tiên anh em ở Sài Gòn nha, em sẽ cầm qua luôn. Đó. Khoen Six Long Rider, cái này dùng cho máy điện. Cái này mã B15, nặng 507g, ngọn 3 ly, giá 1,4 triệu nha anh em. B15. Tới B16. B16 là một cây một khúc. Cây này là lâu lâu mới về được cây này nè. Cây này là của hàng châu Âu nha. Cái này dùng để cho anh em lưu hàng nặng nha. Anh em nào quýnh cá lóc bông nè, anh em nào quýnh cá lóc thiên nhiên nè, máy ngang nha. Đó, thì dùng cái này. Khoen, dàn khoen titanium. Khoen này khoen titanium nha anh em. Đó. Nè, đóng chữ titanium ở đây nè, anh em thấy không? Nè, titanium nè. Đây nó có chữ T nè. Còn dưới đây là có đóng chữ thẳng titanium luôn nè. Đó, anh em thấy không? Đó, titanium, khoen titanium hết nha anh em. Đó. Rồi, cây này là một khúc cho anh em nào lua hàng nặng, anh em nào quýnh cá lóc bông, anh em nào quýnh lóc đen hàng nặng rừng thì dùng cái cây này nha. Cây này là cho hàng nặng nè. Đây, để em coi thông số đây. Cái này là 2m. Cái này nào thông số nào. Mất in giá băng luôn. Hãng Zoc. Bay của hãng Zoc này nè. Đây là thông số nè. The best for the best
Salon. Số nữa ta. Cây này quýnh mò lớn nha anh em. Nó không ghi thông số ta. Không ghi thông số nó mới ghê chứ. Chắc này hàng cho chắc nó làm vậy nó chơi quá. Điên thiệt. Cái này là cho anh em quýnh hàng nặng nha. Cái này quýnh mát cho chừng 50 gram nha anh em. Đó mới nghe. Cho anh em quýnh hàng nặng. Cái này dài 1 2 3m8 cái dài 2m nha anh em. Quen titanium. Đây nặng 293g còn 22 giá 900k nha. Em bán rẻ cho anh em luôn. Khoan bát titanium đó. Đó khoan titanium cho anh em vừa chơi vừa để dành đó. 900k đó. À, phí ship toàn bộ cái này là phí ship anh em chịu nha. À, em sẽ nhận cọc. Em sẽ chuyển hàng nha anh em. Anh em thông cảm em vì do là vấn đề là hàng dài nha. À, anh em nào chuyển khoản em sẽ gửi xe cho nó rẻ phí ship cho anh em. Rồi kế tiếp được một cái alpha ticker. Đây là khoan buji xích lá gold. Anh em nhìn nhà khoan nè. Đó, do anh em về chơi về để dành nha, sưu tầm nha. Cái này có thông số là nhiêu đây? Peso mắt in giờ băng luôn. 3m3 nha anh em, hai khúc 3m3, cái này cứng tầm 50, khoan buji xích lá, rất là đẹp. Đó, bây giờ em bán cái này là 1 triệu 2. Đó, giờ cho anh em lấy khoan thôi. 50, 36 1 triệu 2. Rất là đẹp nha anh em. Đó, quá đẹp luôn. 1 triệu 2. Nặng 360g còn 27 nha anh em. Kế tiếp nữa là B18 là một cây 3m6 3 khúc khoan buji xích lá luôn. Cây này có bị tình trạng là nó bị hơi xước xước nhẹ ở đây nha anh em. Đó ngay như đây nè, hơi xước xước nhẹ. Cái này là cái lớp keo của nó nha. Đó, lớp keo nó bị bung lớp keo nhẹ ra thôi. Anh em về là đó, lấy trà sườn bóng sườn lại cho là hết rồi. Bán rẻ cho anh em luôn. Rồi, bán rẻ cho anh em luôn. Cái này em bán 1 triệu nha, 800k. 800k thôi nha anh em. Đó, cái này có thông số là nặng 304g gọn 24, giá 800k. 36 cứng M khoan buji xích lá, lấy vàng khoan thôi đủ tiền nha anh em. 800k. Tới mã B19. B19 là một cây cắm gốc của Alpha Tucker nữa. Cây này 2m7, khoan buji xích lá luôn. Này. Đó, cái dàn khoan nè. Chất liệu là carbon nha. Tức hàng của em là chất liệu carbon hết nha anh em. Cái gì lại có mấy cây cắm gốc sợi thi tinh. Rồi, cái này có cân nặng là 370g ngọn 2 ly 3. Đó. Cái này là độ dài 2m7, độ cứng tầm 50 nha anh em. Cái này khoan buji xích lá là cho anh em nào câu biển nha. Đó, câu đáy câu biển được. Rồi, giá cái cần này 1 triệu em sẽ sell luôn, 800k. Nhanh gọn lẹ. Tới kế tiếp nữa là một cây một cứng 150 2m4 của Ryobi. Đó, khoen buji biển chân cao. Này. Cái này cho anh em nào câu đáy nha. Alosit biển luôn nha. Cho anh em nào câu đáy nha. Đó, anh em nào câu đáy dùng cần này, bạo lực. Rồi cái này nặng 450g còn 38, giá 1 triệu 4, theo 1 triệu 3 thôi nha anh em, 1 triệu 3 thôi. Đó, 1 triệu 3. Kế tiếp nữa mã B21 là một cây 2m3 của Alpha Tucker. Cái này thích hợp cho anh em câu đáy nè. Ngọn này câu đáy ngon nè, khoan buji xích nè. Câu đáy nhảy cá, khoan buji xích. Cái này độ cứng tầm 50 nha anh em. Cho anh em nào câu đáy, câu nó báo cái nhảy lắm, những cái ngọn này. 2m3 của Alpha Tucker, made in Japan, khoen buji xích luôn. Này. Rồi, cái này có cân nặng 292g còn 2 ly 3. Giá 800k, khoen buji xích luôn nha anh em. Đó, anh em nào chơi, lấy dàn khoen này chơi cũng ngon nè. Dàn khoen xích này chịu tải tốt. 800k. Cái kế tiếp nữa là một cây. Đây, cây này là của Daiwa Kenjoki 224. Rất là đẹp nha. Cái này mới can sao ben luôn nha anh em. 224 cho anh em câu đáy. Rồi mã này nặng 527g, ngọn 4 ly 4, giá 1 triệu 6. 1 triệu rưỡi nha anh em.
triệu rưỡi thôi. Cây này rất là đẹp nha anh em, mới cáo à. 224, rất là đẹp. Cán gỗ. Đây qua Kanjaki thì dòng này trâu rồi. Khoan buji biển nha anh em. Quá đẹp. Tới cái tiếp nữa là mã B23. Là một cây 80 120 27 của Ryobi Super. Cán rất đẹp nha, cán như cán súng nha. Cán rất đẹp. Đây cho anh em nào câu đáy nha, anh em câu đáy. Đó, rồi. Cái này nhẹ. Nặng 369 g còn 2.9, giá chỉ 1.2 triệu thôi. 1.200.000 sale luôn. 100 thôi, 1 triệu thôi nha anh em. Giá chỉ 1 triệu thôi, 120 2.7, giá 1 triệu quá rẻ luôn. Nha anh em, chất liệu là carbon. Đó, kế tiếp nữa mã 24. 24 là một cây hai khúc. Cái này dòng như hai chi ha. Cái này dòng như hai chi vậy nha anh em. Anh em cho anh em câu bè nha. Khoan khoan buji, ngọn hai da, cần hai da xoắn nè. Cái này có hãng gì đây? Alpha Tucker nha anh em. Rồi. Cái này là cái bát đúc của thằng Nhật nó gắn cái bát này nó cũng chơi ác thì gắn này vô. Nặng 197 g ngọn 108, giá 500k, giá 500k thôi. Cái này cứng đâu để em coi coi. Số rồi. Thông số rồi ta. Đây thông số nằm đây nè. Ông cho ông gắn cái bát đây, cái này giá nhiêu? 6 m 2 2 m 1 nha anh em. Cái này thích hợp cho anh em câu bè nè. Ngọn này ngọn cứng tầm 30 nha, 30 2m1 nha anh em. Đó, 500k. Kế tiếp nữa tới mã 25. Mã 25 là một cây 30 50 2m7. Cho anh em mà câu lăn xê nha. Anh em lăn xê, anh em câu câu ngâm rồi nha. Cái này cần là chất liệu là carbon, khoan buji. Rồi, em sẽ sell cái này luôn. Cái này em sẽ sell là 650k nha anh em. Đó, 650k. Cái này có ngọn là 1.8 ly, nặng 274g. Khoan bắt buji. Vừa bán vừa tặng 250k nha anh em. Cho anh em nào chơi vui vẻ. Đó, 250k. Ê gì, 650k. Lộn cái chết luôn. Giảm cho anh em 800k, còn 650k nha. 650k. Mã số 25. Tới mã số 26 là một cây 80 2.7. Cây này hình như nó đổ keo, nó làm lại cái ngọn, nó quấn lại cái này ngay chỗ này nha. Đó, cây này 80 2.7. Đó, ngoại hình cũng còn khá là ok. Đó, khoan bắp buji cho anh em nào cũng ngâm lăn xê carbon quicker luôn. 600k. Đó, quá rẻ luôn, 80 2.7, 600k, 500k thôi. Đó, cho anh em chơi nha, 500k. Nhanh gọn lẹ, 500k. Kế tiếp nữa là một cây đai hoa. Cây này có độ cứng là 80, độ dài 2.7 luôn, carbon squeaker luôn. Hồi độ lóc luôn, cây này phôi hay da luôn nha anh em. Rồi, cây này nè. Cây này cứng tầm 50 chứ. 50 2.7 nha. Quán bát buji. Rồi, cây này có cân nặng là 304g, còn 2.2, giá 750k. Sale hết luôn. Kế tiếp nữa là mã số 28. Mã 28 là một cây của Ben Mỹ. Cây này là cắm gốc nha. Đó, cắm gốc. Cắm 2/3. Nói năm nay là cắm 2/3. Cây này có thông số là 2808. 3/4 đến 4 OZ, lùa tới má 100g nè, hơn 100g nha. Đó, 12 đến 20 liệu bèo. Rồi bẻ 2 mấy ta. 8 24 nha anh em. 24. Đó, 24, khoen buji. Đó, cái này khoen khá đẹp nha anh em. Rồi, cái này có giá là 800k. 800k nha anh em. Rồi, kế tiếp nữa là mã 29. 29 là một cây 1.8. Cây này quá đẹp luôn anh em. Cây này cho anh em ngâm là hết bài. Cây này thích hợp cho anh em nào câu bè, câu ngâm nha anh em. Đó, câu bè, câu ngâm. Ngọn này ngọn đẻ ngon nè. Ngọn này. Đó,
của đâu đây. Rồi cái này đờ mớ nha, đờ mớ khoen bát đồ rất là đẹp nha anh em, chở đập cho anh em cô bè của ngâm. Rồi cái này có cân nặng là 177 gram, ngọn 1.5 ly, tổng chiều dài là bao mấy nhiêu mét đây, chromarine 1.8 nha anh em, cái này 1.8, thế nạp cho anh em cô bè của ngâm. Anh em nào quýnh ở Phú Yên đó, cái này ngon nè, quýnh Phú Yên ngon nha. Cái này nặng 177 gram, ngọn 1.5 ly, giá 750k, anh xem là 650k luôn nha anh em, 650k. Kế tiếp mã 30, mã 30 là một cây 2 khúc alpha tucker 2.7. Cái này cho anh em nào quýnh lua nha anh em, lua lóc chẽm nha. Này sẽ không ghi cái gì của ta, thằng alpha tucker này. Đây, 10 đến 30g nha anh em, 2.7, 10 đến 30g là nó gơ vào độ cứng ML nha anh em. Cho anh em nào quýnh chẽm nha, chẽm lóc cảm giác. Rồi cái này có cân nặng là 217g, còn 2 ly, giá 900k. Em sẽ sale luôn, sale đợt này luôn. Rồi cảm ơn anh em thằng thủ nha, em sẽ sale tiếp. Anh em chọn tới đây thôi, tới đây thôi, còn nhiều em sẽ lên video liên tục cho anh em nha, một số hàng sale. Dạ, cảm ơn anh em thủ nhiều.